Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hà Hên Nhi trải lòng về danh hiệu Hoa hậu, thừa nhận quá sức tưởng tượng của bản thân. Trên trang cá nhân, Hà Hên Nhi gây chú ý khi đăng tải hình ảnh từ thời thi Việt Nam Next Top Model và có những chia sẻ sau 5 năm hoạt động nghệ thuật. Hoa hậu của lòng tôi cũng có thời vậy nè. Công nhận là người bạn mình nói đúng, nhưng nhờ vậy thì mới có cái để thấy tự hào về hành trình thay đổi của chính mình. Hà Hên Nhi cho biết 5 năm qua là khoảng thời gian không dài nhưng đáng nhớ trong cuộc đời mình. Vinh quang, danh hiệu và những đích đến bất ngờ và quá sức tưởng tượng với một cô gái xuất thân từ miền núi như cô. Đó có thể không phải là mục tiêu ban đầu mình đã đề ra, nhưng đó lại là thành quả của những nỗ lực hết mình. Mỗi ngày một chút để thay đổi bản thân, và thay đổi mà mình thấy vui nhất không phải là thành một nàng hậu, mà vẫn chính là cô nàng Hà Hên Nhi ngày xưa, nhưng mang một tinh thần vững vàng, mạnh mẽ và lạc quan hơn rất nhiều so với trước đây. Nhìn lại hành trình của mình, cô khẳng định, vấp ngã thì đứng dậy, sai thì sửa để tiến bộ. Hà Hên Nhi tin rằng những suy nghĩ tích cực này sẽ giúp cô trở nên hạnh phúc và vượt trội hơn mỗi ngày. Còn bạn, hành trình 5 năm để đạt được mục tiêu của bạn như thế nào? Có được bằng phẳng hay cũng nhiều ngã rẽ? Và cuối cùng bạn đã hài lòng với những gì mình làm được hay chưa? Hãy chia sẻ hành trình thay đổi của mình với Hà Hên Nhi nhé! Dòng trạng thái của Hên Nhi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi của cô sau 5 năm đặt chân vào showbiz. Một cư dân mạng đã bình luận, luôn theo dõi Hên trong từng bài viết, từng bình luận không bỏ lỡ dù chỉ một video. Luôn thấy Hên làm động lực cố gắng, chỉ muốn nói chị là hoa hậu của lòng em. Hà Hên Nhi không giả tạo, không màu mè và sống đơn giản tự tin. Hà Hên Nhi là đứa con của bản làng, ra xã hội cô hòa mình cùng với cuộc sống, ra thế giới cô giúp Việt Nam tỏa sáng. Được biết, trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Hà Hên Nhi từng thử sức với Việt Nam Next Top Model và hoạt động trong vai trò người mẫu. Trong một bài phỏng vấn, cô cho biết việc ghi danh tại cuộc thi nhan sắc chỉ với mục đích được vào top để được mọi người biết đến nhiều hơn. Đồng thời, người đẹp nói thêm, khi đi thi quốc tế, cô đặt mục tiêu vào top 20. Nhưng khi vào top 10 rồi top 5, tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi thả lỏng buông lời mọi thứ để tận hưởng. Nó quá sức tưởng tượng với tôi và cả ekip của tôi ở Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.